A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì hoan hỷ trả lời cho con một việc như sau. Con gái con do vô minh không biết nên đã đi xem bà Đồng, được bà Đồng phán cho phải đi trình đồng mở phủ, nên cả hai vợ chồng con cùng trình đồng mở phủ rồi. Sau đó bà Đồng lại phán rằng phải trình một khóa lễ tứ phủ nữa mới yên. Con gái vì không có tiền nên xin khất. Nay con gái con nghe theo con khuyên không đi theo đường đó nữa, nhưng không biết giải quyết bằng cách nào. Bây giờ xin Thầy chỉ dạy cho con và con gái con cách giải đàn lễ này. Con xin tri ân công đức của Thầy A-di-đà Phật. Hiện nay con gái con đang sống và làm việc ở nước ngoài, thì giải quyết cách nào để việc này cho được trọn vẹn, A-di-đà Phật. Thôi có thừa tiền thì cứ đi làm cho vài vấn được, có sao đâu. Cái đấy khi mà lên nghe nhạc, nghe đàn, nghe nhạc, hát chầu văn, người nó cứ lâng lâng lên, tung tiền không có tiếc tay. Nhưng sau khi ra về rồi mới thấy là gì, là sót. Đấy, thì có tiền nhiều thì cứ làm đi, bao giờ nó hết tiền chả còn đồng nào mới đến đây. Ở đây còn ai muốn đi làm cái đó không? Thì cứ đi làm thôi, có sao đâu. Phật Bồ Tát cũng có cấm đâu. Có tiền thì không có chỗ tiêu thì cứ đi tiêu đi. Ở trường hợp Phật tử này á, thì cái việc trình đồng mở phủ hay là theo nhà Thánh cũng không phải là xấu. Chúng ta khẳng định với nhau như thế. Vì đấy cũng là cái văn hóa tín ngưỡng của dân gian chúng ta, của đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta phải xem chúng ta có đủ khả năng kinh tế để theo hay không. Xem cái bà Đồng đó có phải là cái người quang minh chính đại hay không. Họ vì việc cứu nhân độ thế, giúp đỡ cho những người bệnh tật khổ sở hay không, hay là họ lợi dụng cái việc đó để họ kiếm tiền. Nếu mà gặp phải cái ông Đồng Bà Cốt mà vì lợi dụng cái việc Phật việc Thánh mà kiếm tiền, một đàn lễ bắt phải là bao nhiêu tiền đó, thì thôi bỏ đi, không có phải lo gì cái chuyện đó. Mà còn sau khi mà bỏ thì làm cách nào? Như trường hợp này đã làm lễ một lần rồi, bây giờ lại bảo phải trình tiếp tứ phủ nữa. Mỗi một đàn lễ như thầy cũng không phải là ít đâu các vị. Mèng mèng ra cũng phải 30 triệu, 30 triệu, 50 triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Bởi vì cái sắm lễ mà, sắm lễ, sắm lạc các thứ. Ít cũng phải, bây giờ ít có mèng cũng phải 3 đến 50 triệu. 30 triệu thì chỉ đủ sắm lễ thôi. Còn 20 triệu mà khi lên mà nhảy đồng, múa hát mà tung nữa, phát lộc nữa. Chẳng nhẽ các quan về là không phát lộc à, cho dân à. Đấy, nó khổ thế. Thánh về không phát lộc cho dân thì làm sao gọi là thánh. Cho nên lúc đó là các quan về, các cô về, các chầu, các giá về là mỗi giá là khoảng một tập tiền lên nhảy là ha ha thế này này. Không, thầy ngày xưa thầy còn bé thì xem rồi. Lên là nhảy ha ha mà cái bắt đầu là tung một nắm tiền ra đằng sau. Đấy. Các quan về, các cô, các cậu, các chầu về là ban tài phát lộc cho dân. Lúc đó thì với cái tiếng nhạc vào nghe thì vui lắm. Nhưng sau về nếu mà tiền mà đi vay thì thôi, thì lại đi lo mà kéo cày trả nợ thì mệt lắm. Nhiều trường hợp như thế đấy. Trong mấy năm nay, đặc biệt là từ khi mà kinh tế nó khó khăn, từ năm 2011-12 đến đây là rất nhiều những bà Đồng, thậm chí có vị theo Đồng là 3-40 năm rồi nay rồi. Đồng cựu đấy nhé. Gọi là đồng cựu tức là đã theo rất là lâu rồi. Bây giờ còn đi lên xin nhà chùa là lễ giải cho, để làm một Phật tử bình thường thôi. Tụng kinh niệm Phật để làm sao đó để tác phúc gieo duyên, để cho gia đình được bình an, mạnh khỏe. Chỉ xin được hai chữ bình an để tu thôi. Chứ không dám cứu nhân độ thế, không dám gì gì nữa, biết rằng mình cũng chưa đủ tài đủ đức, cho nên xin chỉ được hai chữ bình an cho gia đình. Nhiều lắm, trong mấy năm nay, đặc biệt là 7-8 năm nay là rất nhiều. Cái thứ nhất là kinh tế khó khăn, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó.
Một năm mà khoảng 2 vấn lễ trình đầu năm, lễ tạ cuối năm, mèng cũng phải 50 triệu. Bây giờ làm cái gì cho 50 triệu mới là quan trọng? Làm gì cho 50 triệu để lễ trình, làm gì cho 50 triệu để lễ tạ cuối năm? Con cái nó đi làm về thì nó cũng phải cuộc sống của nó chứ. Mình ngày xưa thì khi kinh tế nó còn dư giả thì người ta bảo gọi là cái gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Thì còn các con nhang đệ tử nó còn đến, nó thắp hương mùng một ngày rằm ấy, thỉnh thoảng đi đâu nó còn đến, nó còn hộ trì cho, bảo là có đám đi hầu ở đâu nó còn đến, nó thì nó hộ pháp cho. Tức là mỗi con nhang đệ tử nó đến là vài triệu, cho thế là thầy có một cái món tiền nho nhỏ để đi trình đi tạ. Nhưng bây giờ đến cuộc sống của con nhang đệ tử nó cũng phải chật vật từng ngày, kiếm từng đồng ạ, và chật vật cuộc sống gia đình nó từng ngày rồi, làm gì nó có nó mang đến nữa. Cho nên là không làm ra tiền nữa, mà không mà cái thờ cái đấy thì các cụ nói rồi, thờ thì dễ giữ lễ thì khó, không trình không tạ được thì người nó cứ xốn sang, bực bội, thậm chí là cáu bẳn, ốm đau, bệnh tật, đủ các thứ trong gia đình nó sinh ra. Bây giờ mới nghe giảng kinh Địa Tạng mới biết rồi, có một con đường nó tốt hơn, tự chủ hơn. Mình vẫn là kính Phật lễ Thánh, nhưng mà mình tự chủ cho bản thân mình. Đó là không phải bắt ghế cho người ta hầu nữa, không phải làm đem thân của mình cho người ta mượn nữa. Người tu Phật chúng ta là học theo lời Phật dạy là tự chủ bản thân. Tự chủ bản thân. Mình tu làm sao đó, dần dần mình đầy đủ công đức phúc báo, mình tự chủ bản thân mình. Mình không phải bị một cái thế lực vô hình nào đó, họ bắt mình phải làm đầy tớ cho họ, bắt mình phải đem cái thân của mình để cho họ gá, họ mượn, để cho họ cứu nhân độ thế, vân vân này khác. Chúng ta biết những người có căn đồng số lính thực sự họ cũng khổ lắm chứ không phải không đâu. Họ muốn yên nhưng chẳng được yên, họ muốn tự chủ nhưng không tự chủ được. Cái này là những người có căn đồng số lính thật, thế như thế. Còn những cái trường hợp mà đi xem xong rồi họ phán cho mà làm, trường hợp này 10 người thì 7 người là do bị họ phán cho như thế thôi. Chứ thực tế là mình nếu mà chẳng đi trình đồng mở phủ cũng không sao, mình vẫn bình thường. Các cụ ngày xưa nói rồi, đi bói Rama, quét nhà đã rác. Cho nên nếu mà chúng ta mà không may mà gặp vào cái ông đồng bà cốt mà họ không có lương tâm á, họ không phải vì cái mục đích cứu nhân độ thế, giúp đỡ những người bệnh tật á, ốm đau cùng khổ á, họ vì tiền á, thì họ phán cho khổ lắm. Đấy, cho nên tốt nhất thì chúng ta thì, nếu mà không có cái việc gì cần thiết thì đến những nơi đó thì tránh được thì càng tốt. Tất nhiên đối với Phật với Thánh chúng ta vẫn kính trọng, kính Phật lễ Thánh vẫn bình thường. Vì Thánh là những cái bậc mà các ngài có công với đất nước, với quốc gia, với dân tộc. Ví dụ như là Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Trừ Đồng Tử, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, hay là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đó là những vị có công với dân tộc, với đất nước chúng ta rất là lớn. Chúng ta phải kính trọng, phải cung kính, thậm chí là phải gì ạ? Phải đối trước các ngài, phải khom mình, phải cúi mình để xá chào, để cúng dường các ngài, vì công đức của các ngài với quốc gia, với đất nước, với dân tộc, với chúng ta là to lớn lắm. Chứ không phải là chúng ta theo Phật rồi thì chỉ theo Phật thôi, đối với Thánh thì chúng ta coi là tà đạo. Không phải đâu, Thánh không phải là tà đạo. Mà cái người làm á, cho cái gì, cái tín ngưỡng ấy thành tà, đó là một số như ông thầy bà cốt là gì, vì lòng tham mà làm cho tà. Thì cái đó trong Phật giáo chúng ta cũng có, cũng có những vị sư chúng ta thấy đâu đó, thỉnh thoảng cũng thấy báo chí, thấy người dân họ truyền tụng những vị sư làm sai với pháp Phật, khiến cho nhân dân bất bình, tín đồ Phật tử mất niềm tin, vân vân. Cái đó trong đạo chúng ta có, nhưng mà đấy là gì, do con người thôi, do một vài cá nhân nào đó thôi, chứ không phải là do tất cả chư tăng, không phải là do giáo lý của Đức Phật như vậy.
Cho nên tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Còn cái trường hợp này, thầy khuyên là bây giờ thì thôi, cái chuyện nó đã rồi, đã xảy ra rồi, diễn ra rồi thì thôi cũng không phải nặng nề nữa. Quan trọng bây giờ giải quyết sự việc. Giải quyết sự việc bằng cách nào? Đó là có một cách, đó là quy y Tam Bảo cho gì? Cho các cháu, cho con đó, thì xong rồi khuyên các con nó tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn đó, hàng ngày. Thế là yên thôi. Có sự gia trì của Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần là yên thôi. Trước đây thì theo Thánh, thì theo Thánh không phải là xấu. Nhưng mà gặp cái ông Đồng Bà Cốt là cứ thỉnh thoảng lại bảo là một khóa lễ như thế thì mình không có điều kiện để theo thì thôi, thôi. Mình dừng lại, bây giờ mình theo Phật. Thánh cũng còn phải theo Phật cơ mà. Chúng ta biết theo Đạo Thánh thì thờ cao nhất là ai? Đó chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế là đệ tử tại gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Trong kinh Địa Tạng chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế là thỉnh Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và trong 3 tháng an cư, năm thứ 12 sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngồi thiền nhập định và xuất thần để lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng. Trước là báo đáp công ơn sinh thành của thân mẫu của mình là bà Hoàng hậu Mai Gia. Sau nữa là để gì? Đáp lại cái lời thỉnh mời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng với 32 vị vua cõi trời gọi là Tam Thập Tam Thiên ấy. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế là mới 33. Cõi đó có 33 vị vua cõi ở trên cõi trời ấy. Thì cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế là ở giữa trung tâm, là cõi lớn nhất. Trong kinh Đức Phật nói như vậy. Cho nên chúng ta thấy theo cái đạo thờ thánh của Việt Nam chúng ta, vị thánh tối linh nhất, cao nhất đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế là đệ tử, là một vị hộ pháp của Đức Phật Thích Ca rồi. Thì nay chúng ta gì? Biết tới giáo lý Đức Phật, quy Tam Bảo, là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thì tôi nghĩ rằng chẳng có vị thánh nào lại quở trách chúng ta cả. Những vị thánh, tất cả các vị thánh ở thế gian chúng ta này đều là gì? Ở gọi là con cháu, mình gọi nôm na là con cháu, là đại thần, là cận thần của gì? Của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì bây giờ mình theo thầy của thầy mình rồi thì đương nhiên là gì, có gì phải lo nữa đâu. Quan trọng nhất là tu cho tốt. Còn trường hợp này gọi là cháu đang ở nước ngoài thì làm thế nào? Nếu ở xa như vậy bình thường thì phải có mặt, nhưng mà bây giờ ở xa như vậy không về được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là năm nay nó đang đại dịch Covid, cho nên là muốn đi lại lại ở trên thế giới là rất khó khăn. Vì vậy mà có thể khai cho buổi trưa nay tí nữa thì có thể bà ra gì gọi điện cho con ở bên nước ngoài, gọi được thì gọi. Bảo là vào lúc khoảng 2 giờ chiều nay á, thì có khóa quy Tam Bảo. Con bật trực tuyến lên mà xem gì, con phát nguyện theo cũng được. Và Phật tử này mẹ ở nhà thì ra, tí nữa ra nghỉ và kia viết cho con cái điệp quy. Và lúc đó cũng nhất tâm là quy cho con, xong gửi cho con đó sau. Bảo con ở bên kia là xem trực tuyến mà phát nguyện thì cũng được. Trường hợp này có thể khai cho. Trong giới luật của nhà Phật thì có khai, có gia, có trì, có phạm. Có khai gia trì phạm hay là khai giá trì phạm. Thì cái trường hợp này có thể khai cho lại thọ giới ở xa như thế, điều kiện đặc biệt như thế. Có thể qua truyền hình, thông qua truyền hình để nhất tâm để phát nguyện thọ giới, cũng đắc giới tam quy như những người có mặt ở đây như thường. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, có thể khai như thế. Hướng dẫn cho như vậy.